SCTV6, phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, sau chiến thắng quyết định trước Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với ngôi nhất bảng Y. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua, người hâm mộ có lý do để lo lắng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan vào năm sau. Nếu nhìn vào kết quả của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022, chúng ta sẽ thấy những điểm tích cực. Toàn thắng cả hai trận và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ những gì các cầu thủ trẻ thể hiện, thực sự rất đáng lo cho họ khi tham dự vòng chung kết vào năm sau. Trước những đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, U23 Việt Nam thường xuyên gặp bế tắc trong việc triển khai tấn công. Cầm bóng nhiều nhưng số cơ hội tạo ra lại rất ít ỏi. Điều đó cho thấy đội tuyển chưa có sự ăn ý cần thiết, cũng như thiếu các phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Bên cạnh đó, việc mắc lỗi, chuyền hỏng xảy ra thường xuyên, cùng nhiều tình huống chơi bóng có phần thô bạo. Có thể nhìn phản ứng của huấn luyện viên Park sau hai trận đấu vừa qua để thấy rằng ông không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Nên nếu không có những thay đổi mang tính đột phá, thật khó để U23 Việt Nam tránh khỏi thất bại nếu gặp các đội bóng hàng đầu châu lục. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang Seo đã triệu tập 8 cầu thủ U23 bổ sung cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho AFF Cup. Hy vọng rằng với việc được tập luyện cùng các cầu thủ đàn anh sẽ giúp họ sớm trưởng thành để có thể tự tin thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.